6 lời dạy thấm thía của sư Thích Minh Tuệ xứng đáng lưu danh sử sách. Mến chào quý vị khán thính giả đang nghe và xem kênh YouTube Vạn Điều Hay, nơi chia sẻ những kiến thức bổ ích về tin tức, đời sống và xã hội. Kính thưa quý vị, sư Thích Minh Tuệ hiện nay là một trong những bậc chân tu được nhiều người yêu mến và kính trọng nhất tại Việt Nam, khi những hình ảnh cũng như tin tức về ông luôn được cư dân mạng tìm kiếm và cập nhật mỗi ngày. Ông không chỉ đơn giản là một nhà sư thực hành giới luật nhà Phật một cách nghiêm khắc và khổ hạnh theo đúng lời dạy và giáo lý của Đức Phật, mà mỗi lần khi được người dân hỏi đáp về kiến thức trong kinh sách thì ông luôn bình tĩnh giải thích mọi việc một cách đơn giản và dễ hiểu nhất cho mọi người. Điều này chứng tỏ một điều rằng, mặc dù ông không được công nhận là một tu sĩ chính thức, thế nhưng ông vẫn là một người vô cùng am hiểu về các kinh điển, kiến thức uyên thâm mà rất gần gũi với đời sống nhân dân, từ đó làm cho các Phật tử vừa nhận được những tri thức quý báu mà lâu nay bản thân mình chưa biết, chưa hiểu, đồng thời cũng làm cho người nghe cảm nhận được sự nhẹ nhàng, an lạc, sâu sắc trong từng lời nói của Thầy. Thầy Minh Tuệ biết làm cho những khái niệm phức tạp nhất cũng trở nên dễ hiểu nhất, giúp Phật tử có thể áp dụng luôn được vào trong thực tiễn. Đó là những lời khuyên quý báu cho cuộc sống trong những buổi trò chuyện ít ỏi mà các Phật tử có dịp được giao tiếp với Thầy. Chúng ta hãy cùng nhau điểm danh lại 6 bài học quý giá thông qua những chia sẻ đầy nhân văn của Thầy Thích Minh Tuệ qua video ngay sau đây. Thứ nhất, cúng dường nhiều có tốt hay không? Kính thưa quý vị, trước đây trong một video được lan truyền trên mạng xã hội, có một Phật tử đã đặt ra cho Thầy Minh Tuệ một câu hỏi hết sức trăn trở, đó là cúng chùa nhiều có tốt hay không? Và cúng chùa mà Thầy không giữ giới, dùng tiền cho mục đích riêng, vậy thì con có phước hay là có tội? Thầy Minh Tuệ đã nhẹ nhàng trả lời lại rằng, việc cúng dường nên dựa theo khả năng của mình. Nếu mình dư giả, có điều kiện để cúng dường mà không phải đi vay mượn, không phải đi ăn trộm ăn cắp để có tiền cúng dường, thì điều đó rất tốt. Khi mình giàu có và cúng dường lên Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, mình nên tư duy về kim thân Phật, hồi hướng công đức đó cho Tam Bảo. Điều quan trọng là tâm hướng của mình. Mình không cần phải lo lắng về việc thầy nào, sư nào có xứng đáng hay không khi mình cúng dường. Hãy hướng tâm đến A-di-đà, Đấng Tam Bảo hay Phật Thích Ca Mâu Ni. Mình không cần nghĩ quá nhiều về việc thầy đó giữ giới hay tu hành như thế nào. Cúng dường Tam Bảo, cho nhiều hay ít đều có phước. Cho nhiều thì được phước nhiều, cho ít thì được phước ít. Cúng dường cho những người giữ giới thì phước lành sẽ lớn hơn và tốt đẹp hơn. Ngược lại, cúng dường cho những người không giữ giới, phước cũng có nhưng ít hơn. Và những người không giữ giới thì nghiệp chướng thường sẽ đeo bám họ. Ví dụ như mọi người bố thí cho con một bữa cơm, nếu con không có giới luật, không tu hành nghiêm túc thì con cũng khó mà ăn được bữa cơm đó, nuốt cũng không trôi. Không phải ai cũng dễ dàng tiếp nhận những thứ đó. Những vị mà được mọi người cúng dường Tam Bảo nhiều, không phải dễ dàng gì mà tiêu thụ được những thứ đó đâu. Nhờ việc cúng dường đó, mọi người có thể sanh thiên giới và được hưởng phước lành. Nhưng nếu những người tham lam dùng sai mục đích, họ có thể bị đọa vào địa ngục. Vì vậy, hãy cúng dường một cách vui vẻ, hồi hướng công đức lên Tam Bảo và giữ tâm thanh tịnh. Kính thưa quý vị và các bạn, từ lâu, vấn đề cúng dường như thế nào cho đúng đang là một đề tài được rất nhiều những người yêu mến đạo Phật quan tâm. Cũng bởi vì ngày nay có rất nhiều những ma tăng núp bóng Phật Pháp, mượn áo tu hành để khích lệ Phật tử cúng dường thật nhiều cho chùa, hòng mang lại những phước báu đời sau, hoặc chuyển nghiệp báo của mình trong kiếp này để có được bình an, may mắn, tài lộc, hết bệnh tật ngay trong kiếp này. Thế nhưng thông qua câu trả lời của sư Minh Tuệ về vấn đề cúng chùa, thực sự mang lại cho chúng ta nhiều điều đáng suy ngẫm.
thầy đã giải đáp một cách đầy đủ, rõ ràng và trí tuệ cho một vấn đề cực kỳ nhạy cảm trong xã hội hiện nay. Thầy Minh Tuệ nhấn mạnh vào việc cúng dường phải xuất phát từ tấm lòng chân thành và khả năng kinh tế của mỗi người, mỗi gia đình. Nếu như điều kiện cho phép thì chúng ta nên cúng dường mà không phải gánh chịu những khó khăn về tài chính như vay mượn hay làm những việc không chính đáng, vi phạm pháp luật để có được tiền cúng dường. Đồng thời, thầy cũng giải thích cho chúng ta, một khi đã cúng dường cho Tam Bảo thì không cần phải quá lo lắng về việc thầy chùa có giữ giới hay không. Đó là một góc nhìn mới mẻ trong vấn đề này. Phật tử cần thể hiện sự tin tưởng và lòng thành kính đối với Phật, Pháp, Tăng. Qua đó, thầy Minh Tuệ đã chỉ cho các Phật tử hiểu được giá trị của việc cúng dường không nằm ở tiền bạc mà nằm ở tấm lòng và ý nguyện của người cúng. Thầy cũng khéo léo chỉ ra rằng dù cúng dường cho những người không giữ giới thì vẫn có phước, nhưng ít hơn so với cúng dường cho những người tu hành nghiêm túc. Điều này cho thấy một sự cân nhắc kỹ lưỡng và công bằng trong việc hồi hướng công đức, đồng thời nhắc nhở rằng những hành vi và nghiệp chướng của người nhận cũng ảnh hưởng đến phước báu của họ. Thứ hai, thầy Minh Tuệ giảng giải về nghiệp sát sanh. Đó là một câu chuyện khá dài của một thanh niên đã lặn lội lên núi, đặt câu hỏi và nhờ sư Minh Tuệ giải thích như sau. Còn có một điều cần được thầy giải đáp, không biết đó là báo mộng hay sao, hay là con đủ duyên để khiến con hôm nay lên đây gặp thầy. Tối hôm qua, mọi thứ đối với con bình thường hết, mà tối qua con nằm ngủ, con thấy kiểu rất nhiều cá to người ta mang đến kêu con làm thịt. Và sau cái giấc mơ đó, con tỉnh dậy, toàn bộ người con giống như không còn chút sức lực gì hết, mệt mỏi cứ đờ đẫn ra. Vợ con cũng lo lắng bảo anh có bị sao không. Con không biết trả lời như thế nào, và đó có phải là báo mộng hay điều gì đó hay không, mong thầy giải đáp giúp con. Sư Minh Tuệ trả lời rằng, cái điều mà làm tới cho mình trong giấc mơ thì có khi cái đó là nghiệp, hoặc do mình đã làm gì đó nên mình mệt. Mình làm cái nghề thịt cá thì cái nhân duyên đó là mình sát sanh, rồi làm hại cho mình, khiến cho mình không được an lạc nữa, thì tự nhiên nó mệt mỏi. Nhưng mà từ nay trở đi, mình biết được cái nghiệp báo đó rồi thì mình đừng sát sanh nữa. Từ bỏ sát sanh thì được sống an lạc trong bình an. Những giấc mơ đó làm cho mình mệt, đó là phước của anh còn nhiều đó. Chứ đến khi mà hết phước báu, nghiệp nó tới, bệnh tật nó tới thì mình cũng khổ nữa. Giờ mình về làm nhiều điều thiện, rồi hồi hướng công đức cho chúng sinh mà mình đã hại. Mình đã làm hại thì trước sau gì cái nhân quả ấy cũng sẽ quay trở lại mình. Giờ mình đã biết được điều đó rồi thì từ nay mình thay đổi. Con thì cũng là người tu hành, anh thì đã lên đây rồi, cũng như người thân, cha mẹ của con, hay kể cả là bản thân con cũng thế. Giờ mình cũng phải chăm chỉ làm điều thiện hết sức mình có thể, gọi là hồi hướng công đức cho họ, mong cho họ được siêu thoát, được tới chỗ an lạc tốt đẹp. Họ tốt đẹp thì mình cũng tốt đẹp, nhưng mà họ khổ đau thì họ cũng oán hận mình, thành ra mình cũng khổ đau với họ. Tại vì mỗi chúng sinh là một mạng sống, mình là con người, nhưng mà súc sanh nhiều đời có khi hắn cũng là con người, làm việc ác rồi tái sanh vào đó. Cái thân rắn, thân cá thì chỉ là cái thân bên ngoài như thế, nhưng mà có khi trong tâm thì nó lại khác, cái nghiệp ở trong nó khác. Cho nên tất cả mọi cái đều có nhân quả hết. Cho nên mình phải làm nhiều việc thiện hơn, hồi hướng công đức cho họ, để mình cũng hạnh phúc mà họ cũng hạnh phúc, để những cái ảo mộng, những cái xấu ác nó sẽ không đến với mình nữa, thì mình sống được an ổn, không có nuối tiếc điều gì. Mình coi như được xoa dịu bớt cho mình, rồi giữ năm giới cho mình. Ở nhà, sống ở đấy, đừng có sát sanh, đừng có trộm cắp, đừng có tà dâm, đừng có nói láo, đừng có uống rượu bia. Tuy mình không giữ được trọn vẹn cho đến trọn đời, nhưng mà mình chọn trong một tháng giữ một vài ngày chẳng hạn, như ngày mùng 1 hay ngày 15 gì đó, mình nói là ngày hôm nay nguyện giữ những giới này không làm, thì đã có công đức hồi hướng
cho những sinh vật mà mình đã sát hại hay những khổ não nào đó. Đó là cách làm để anh có thể an tâm. Kính thưa quý vị, thông qua những câu trả lời đầy nhân văn và ý nghĩa này của Sư Minh Tuệ, chúng ta có thêm rất nhiều điều để suy ngẫm về luật nhân quả ở đời. Sư Minh Tuệ giải thích về những điều này hoàn toàn dựa trên những hiểu biết và nghiền ngẫm của bản thân về kinh sách của Đức Phật. Ông luôn hướng mọi người hướng tới việc làm điều thiện, từ bỏ điều ác, chuyển hóa thiện tâm trong mỗi con người, từ đó hướng đến hồi hướng công đức cho tất thảy chúng sinh trong kiếp luân hồi. Không giống như một số ma tăng chỉ hướng Phật tử đến việc cúng dường để mong hết tội. Tất cả mọi việc trong đời xảy ra cho mình đều là do nghiệp mình đã gây ra, nhân quả mà thành. Vì thế, con người luôn luôn cần hướng đến những điều thiện để chuyển nghiệp cho mình. Luật nhân quả là một trong các giáo lý cơ bản của Phật giáo. Nhân quả trong Đạo Phật dạy rằng chúng ta phải sống có trách nhiệm trong từng ý nghĩ, lời nói và hành động. Con người nếu sống vô ý thức, thiếu trách nhiệm, sống chỉ biết tham lam, ích kỷ thì sẽ dễ dàng gây họa cho người khác và nhận báo ứng về bản thân mình. Đức Phật đã dạy rằng, cha làm điều chẳng lành, con không thể chịu thế được. Con làm điều chẳng lành, cha không chịu thế được. Làm lành tự được phước, làm dữ tự mang họa. Luật nhân quả là một phép tắc được quy định theo sự hoạt động tự nhiên của vũ trụ để quân bình trật tự an toàn của các hành tinh trong không gian. Nếu không có luật nhân quả quy định trật tự thì các hành tinh trong không gian này sẽ bị đảo lộn, và như vậy muôn vật sống trên những hành tinh sẽ bị tiêu diệt. Luật nhân quả không phải do con người tạo ra mà chính là do các hành hoạt động của sự vận hành vô minh tự nhiên của bản chất vạn vật mà thành. Từ khi có các vận hành vận chuyển trong vũ trụ tạo thành những duyên mới, những duyên mới này phối hợp với các duyên khác nhau sanh ra duyên mới nữa, và cứ thế tiếp tục mãi mãi. Sự tiếp tục vận hành này, đó chính là nguồn gốc sinh ra vạn vật. Đại đức Thích Đạt Ma Phổ Giác từng giảng dạy rằng, theo luật nhân quả, thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp thì phải biết gieo nhân thiện, giúp người cứu vật. Trên thế gian này, với nhiều thể chế chính trị và nhiều tôn giáo đều lý giải nhân quả theo cách của riêng mình, đa số đều nghiêng về có một đấng tối cao ban phước giáng họa. Tuy nhiên, theo quan điểm của Đạo Phật, luật nhân quả báo ứng là nền tảng sống của muôn loài vật, không ai có thể tách rời luật nhân quả mà tồn tại được. Cho nên, Phật giáo đối với nhân quả báo ứng có cái nhìn đầy đủ và thấu triệt. Phật dạy chính chúng ta là chủ nhân của bao điều họa phúc. Mình làm lành thì được hưởng điều tốt đẹp, làm ác thì chịu quả khổ đau. Nói một cách đơn giản và dễ hiểu, nhân quả báo ứng chính là làm điều thiện thì được quả báo tốt đẹp, còn làm điều ác, điều xấu, tội lỗi thì bị quả báo khổ đau. Mỗi hành vi xấu ác đều phải chịu ác báo tương ứng với hành vi đó. Mặt khác, căn cứ vào những hành vi xấu ác nặng hay nhẹ mà sẽ có quả báo tương xứng khác nhau. Gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Như trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì được đậu. Việc làm ác cũng như thế. Phật dạy, dù chúng ta có lên núi cao hay trốn xuống vực thẳm, cũng không thể nào tránh được nghiệp quả khi đủ nhân duyên. Do chúng ta đã tin sâu về luật nhân quả, nên đối với người học Phật, phải luôn cẩn thận và có sự quán xét trong suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Nhân quả trong thời hiện đại thường được hiểu như một luật thưởng phạt công bình, ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ, hay như gieo gió gặp bão. Bởi thế có rất nhiều người quá sợ hãi luật nhân quả nên họ không dám làm những điều xấu ác, vì gieo nhân xấu thì gặp quả ác trong hiện tại và mai sau. Hoặc ngược lại, có rất nhiều người làm phước thật nhiều để mong mai sau thọ hưởng phước báo nhiều hơn. Đại đức Thích Đạt Ma Phổ Giác nói rằng, sống ở đời, dù giàu hay nghèo, dù sang hay hèn, dù khôn hay dại, dù tốt hay xấu, ai ai cũng muốn được sống sung sướng hạnh phúc. Quả thì ai cũng muốn được tốt đẹp, nhưng mà nhân thì chúng ta không chịu gieo, hoặc đã gieo nhân ác mà lại cứ muốn gặt quả lành trái ngọt thì là điều vô lý. Người cũng giải thích rằng, chúng ta tìm kiếm hạnh phúc mãi mà không thấy
chỉ thấy toàn phiền muộn khổ đau. Khổ quá, chúng ta bèn tìm đến các chùa, tìm người cầu chỉ dạy. Đạo Phật dạy gì cho chúng ta? Trước tiên, dạy luật nhân quả, để chúng ta biết làm lành, hướng phước tốt đẹp và tránh xa nhân xấu ác làm tổn hại người khác. Vì gieo nhân nào thì phải gặt quả ấy. Nhân quả nghiệp báo tốt xấu sẽ đến sớm hay muộn tùy theo duyên. Bây giờ ta chưa đau bệnh, nhưng sau này sẽ bệnh rồi, ta cảm nhận sự thống khổ của nó mà có thể cảm thông cho người đã bị bệnh. Khi hiểu được như vậy, chúng ta sẽ thương mình và người khác. Nhờ đó, nghiệp khổ ngày càng được giảm bớt và tiêu trừ. Nếu chúng ta không hiểu như thế mà cứ đi chùa để cầu khấn van xin, mong Phật, Bồ Tát gia hộ cho mau hết bệnh, là người chưa có niềm tin sâu sắc về chánh pháp. Thứ ba, thầy Minh Tuệ chia sẻ, làm gì khi có vong quấy nhiễu ngoài nghĩa địa? Phật tử hỏi thầy Minh Tuệ, khi mà mình mở kinh sách thì có vong nghe không ạ? Thầy Minh Tuệ trả lời, những vong xung quanh họ nghe họ hiểu được thì tốt, nhưng mà họ không nghe, không hiểu được thì cũng kệ họ. Mình phải tôn kính pháp. Còn khi mà mình công việc hay làm chuyện gì thì mình không nghe. Khi nào mà mình mở pháp thì mình phải thanh tịnh. Mình ngồi chứ không phải mình nằm như thế, rồi mình bật pháp, gác chân như thế, mình nằm như thế thì mình cũng không có cung kính pháp, thì ra lại hủy báng. Nhưng mà vong đâu có nói là tôi cần nghe đâu. Cũng có vong nghe, cũng có vong không nghe, chứ không phải vong nào cũng nghe cả. Nên là nếu mình biết mà mình mở kinh mà vong nghe thì cũng kệ họ, nhưng mà mình cũng không cần vong phải nghe. Khi mình ngồi nghe kinh sách ấy, vô tình họ nghe thì tốt, cùng tu hành, cùng tán thán thì tốt. Nhưng mà khi mình ngủ hay là mình không nghe nữa, mình đi làm việc khác thì mình cũng không nghe, mình tắt đi, chứ không phải mình cứ bật để cho vong nghe. Ai biết nó nghe hay không nghe? Cũng có vong nghe, cũng có vong không nghe. Nên là mình cứ nghe lúc nào mình nghe được thì mình mới mở. Còn khi mình không nghe được thì mình không mở để mình tôn kính pháp. Phật tử lại hỏi rằng, thưa sư, như mà những cái lần mà sư vào nghĩa địa rồi sư ngủ, có lần nào sư thấy những cái vong đó hay không? Sư Minh Tuệ trả lời rằng, nhiều khi thì vào cũng thấy bóng đen đó chứ, mà mình chả biết là gì cả. Nhưng mà mình không nói là vong hay không vong. Mình chỉ có sống đời sống thiện, học những cái đạo đức như thế thì mình chả sợ vong cái gì cả. Sớm muộn gì thì mình cũng chết. Nếu mà có vong làm hại mình thì cứ để cho nó hại đi, rồi mang thân khác tu kiếp ấy rồi, thôi mình cũng chả vấn đề gì. Vong mà nó có giỏi hay không thì nó muốn làm cái gì đó, mình đừng sợ nữa. Nói chung là vong ấy thì quỷ thần xung quanh đều có cả, kể cả xung quanh mình đang ngồi đây cũng đầy quỷ thần, chứ không phải là không có. Nhưng mà họ là cảnh giới khác, mình là cảnh giới khác. Mình mà sống theo đạo đức thì họ cũng không thể làm gì mình cả. Thông qua những lời dạy đầy ý nghĩa và sâu sắc này của Sư Minh Tuệ, chúng ta có thể nhận thấy được rằng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, con người chúng ta cũng cần phải giữ tâm an lạc, vạn sự tùy duyên. Đừng nên quá lo lắng những chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát của mình. Việc của mình là giữ gìn năm giới thì mình cứ làm. Vòng nếu thực sự có khả năng làm hại mình thì cứ để cho họ làm. Còn mình thì mình chỉ hành thiện và học cái đạo đức trong xã hội, nên mình cũng không sợ vong. Những câu nói đầy giản dị và chân thành ấy phần nào có thể lý giải được vì sao khi Sư Minh Tuệ đi bộ hành khất thực trên đường từ Bắc trở về Nam hồi tháng 5, trước mặt sư là hàng trăm, hàng ngàn chiếc điện thoại và camera để quay sư suốt ngày đêm. Nhưng đối diện với những điều ấy, trong lòng Sư Minh Tuệ vẫn tỏ ra hết sức bình thản, như chẳng hề có sự khác biệt nào so với lúc đi bộ một mình. Nụ cười của Sư Minh Tuệ mãi nở trên môi. Sư chỉ một lòng học theo lời dạy của Đức Phật để mong cầu tìm kiếm sự giải thoát. Sư đã coi mọi người trong thế gian đều là anh em, bạn bè, cha mẹ của sư rồi, không còn phân biệt thân sơ nữa, chỉ còn lại một tâm hồn hoàn toàn trong sạch và thanh tịnh, hồi hướng công đức, cầu mong cho thiên hạ đều được an lạc và hạnh phúc mà thôi. Thứ tư, cách tụng kinh sám hối để tích phước đức. Phật tử hỏi rằng,
Thưa Thầy, con biết rằng từ nhiều kiếp trước đến nay, con đã gây ra nhiều tội lỗi. Vậy làm thế nào để sám hối? Sư Minh Tuệ trả lời, theo Phật dạy, mình phải bố thí, giữ giới, tu hành và sám hối tội lỗi. Từ nay trở đi, mọi người hãy giữ giới, tu thiền và không phạm phải những lỗi lầm nữa. Mọi người sẽ phát nguyện rằng, từ nay về sau, mình không làm điều ác nữa, hướng tới những điều tốt đẹp theo lời Phật dạy. Trong tâm của mình phải tư duy và sám hối, giữ giới để hồi hướng công đức cho những ai mình đã gây ra lỗi lầm. Từ nay trở đi, mình sẽ không làm những điều xấu nữa. Mình phát tâm thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, để sau này thành Phật, mình có thể độ cho họ và chuộc những sai lầm đã gây ra. Phật tử lại hỏi, việc mở kinh và nghe kinh sách hàng ngày ở nhà có công đức không thưa Thầy? Thầy Minh Tuệ trả lời, nếu mình mở kinh, nghe và thực hành theo thì sẽ công đức. Nhưng nếu mà mình mở kinh, nghe mà không hiểu, không thực hành, vẫn sát sanh, vẫn trộm cắp thì không có công đức gì cả. Tụng kinh cũng vậy. Nếu mọi người tụng đọc mà không thực hành, không bố thí, không trì giới, không tu thiền, vẫn sát sanh, vẫn trộm cắp thì không có công đức. Phật tử lại hỏi, con thấy người ta vẫn gieo duyên ấn tống những máy niệm Phật và máy tụng kinh, việc này có công đức không thưa Thầy? Thầy Minh Tuệ trả lời, khi mình gieo những máy niệm Phật cho người nghe và tu hành thì có công đức. Nhưng nếu mình gieo cho những người nghe rồi hủy báng, vứt bỏ nơi không tốt hay không tôn trọng Phật Pháp Tăng thì không có công đức, thậm chí mình còn mang thêm nghiệp. Chẳng hạn như một bức tượng Phật, nếu mình đưa cho người biết cúng dường, đảnh lễ thì có công đức. Nhưng nếu mình đưa cho người rồi mà họ vứt bỏ nơi bất tịnh, nhơ nhớp, không tôn trọng thì không có công đức. Nghe kinh sách Phật Pháp cũng phải đủ nhân duyên, không phải chỗ nào cũng nói ra hay đưa bậy bạ. Để có công đức, mình phải thực hành đúng chánh pháp, đúng nơi, đúng chỗ. Thứ năm, việc đốt vàng mã. Phật tử hỏi Thầy Minh Tuệ, giờ hiện tại là họ đốt vàng mã vào ngày tuần, ngày rằm. Ngày đó họ đốt vàng mã rất nhiều. Thưa Thầy, việc đốt vàng mã có ích lợi cho người mất hay người còn sống hay không? Với lại, những ngày lễ, ngày rằm, người ta đốt vài triệu đến mấy trăm ngàn. Xin Thầy chia sẻ đến Phật tử để mọi người hiểu thêm. Thầy Minh Tuệ trả lời ngắn gọn rằng, đốt vàng mã mà mọi người thấy an lạc, hạnh phúc thì cứ đốt. Mọi người không thấy hạnh phúc, an lạc thì không đốt. Có thể thấy rằng, sư Minh Tuệ trả lời về vấn đề đốt vàng mã rất ngắn gọn và xúc tích, khiến cho mọi người đều có thể hiểu được. Thực tế, câu chuyện tranh cãi về việc đốt vàng mã từ xưa đến nay không phải là mới. Hòa thượng Thích Huệ Minh, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đốt vàng mã là tục lệ của nhân gian, không mang tính tôn giáo. Trong hoạt động của Phật giáo, không có hình thức đốt vàng mã. Và có lẽ sư Minh Tuệ là người am hiểu về Phật Pháp thì sư cũng biết rõ điều này. Thế nhưng, sư Minh Tuệ không vội phản bác lại ngay. Thực tế thì việc đốt vàng mã có nhược điểm là gây tốn kém tiền bạc của cải của nhân dân. Nhưng đối với sư Minh Tuệ, mọi sự đều tùy duyên. Chính bởi thế, nếu như việc đốt vàng mã mà mang lại cho chúng ta sự an lạc, thoải mái trong tâm hồn, chút bỏ được gánh nặng về mặt tâm linh thì vẫn nên đốt. Đó chính là một cái nhìn khách quan và công tâm nhất của bậc chân tu Minh Tuệ, có thể nhìn thấu mọi việc trên đời, nhưng Ngài lại chẳng nói ra hết. Thứ 6, đường lối tu thiền giúp chút bỏ phiền não. Phật tử hỏi Thầy Minh Tuệ rằng, dạ thưa Thầy, con cũng tu thiền, nhưng nhiều khi con ngồi, con cứ kiểu là không tập trung được. Phải khi con cứ suy nghĩ lung tung thì lúc đấy con càng không tập trung được. Vậy nên khi con ngồi, con nên làm như thế nào để được tập trung thưa Thầy? Thầy Minh Tuệ trả lời, đối với con thường bám vào hơi thở, quán niệm hơi thở. Con biết hơi thở vô đấy, hơi thở ra, nhưng mọi người không quán niệm để cho nó như thế thì cũng không được. Nhưng để nó hết lâu dài thì phải xả bỏ dục tham, giữ giới, tu thiền, giữ năm giới, tu thiền để giảm sân si thì nó mới không có vòng tuần hoàn đấy. Chứ nếu như mình làm kiểu gì nó cũng vọng tưởng, cái đấy nó phiền não mà.
Giờ mình bỏ hết phiền não thì mình ngồi, thì nó sẽ không vọng tưởng nữa. Mình phải giữ giới, tu tập, tu thiền, rồi phát nguyện cái tâm tu tập vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Thì dần dần mình kiên trì, rồi mình xuất gia, mình tu hành thì nó giảm phiền não. Phật tử lại hỏi: nhưng con thấy là có rất nhiều phương pháp thiền, nhiều cách thiền, thì cho con xin hỏi là thầy thiền theo phương pháp nào được không ạ? Thầy Minh Tuệ trả lời: dạ, con thiền theo phương pháp ly dục, xả bỏ, không còn gì như Phật Thích Ca dạy, ly dục tự bỏ tham sân si thôi, thì nó mới thiền được. Đó là con, còn những người thiền khác thì con không biết. Mình cứ tập trung vào hơi thở của mình, quán niệm hơi thở. Mọi người về tìm hiểu tứ niệm xứ thì mọi người học, đó là thiền của Đức Thế Tôn dạy. Còn những cái thiền khác thì con không học. Nhưng mà đa số thì mình phải xả bỏ đời sống dục tham của mình, từ bỏ tham sân si, nhớ từ bỏ tà dâm, không có sân hận. Ai đánh đập mình hay sân với mình cũng đừng sân lại, đừng có si mê nữa, thì đó đã là tự thiền rồi. Đó là con học được từ Đức Phật đấy ạ. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đều thấy rằng Sư Minh Tuệ là một bậc chân tu, rất ít khi giảng dạy giáo lý nhà Phật. Trừ khi là Phật tử và nhân dân tìm đến và hỏi ông, thì ông mới trả lời bằng tất cả kiến thức mà mình có được và bằng sự chân thành nhất. Mọi việc làm cùng mọi lời nói của ông đều nhất quán với những lời dạy của Đức Phật, không có bất kỳ một sự nghi ngờ hay dấu hiệu nào chùn bước ở ông. Đó là một niềm tin mãnh liệt vào Đức Phật cùng với chánh pháp mà Đức Phật đã răn dạy chúng ta từ 2600 năm về trước. Và có lẽ cũng từ thời Đức Phật cho đến nay, ngoại trừ đại đệ tử của Phật là Ngài Maha Ca Diếp, thì chưa từng có bất kỳ một nhà tu hành nào có thể làm được triệt để 13 hạnh đầu đà, khổ hạnh như Sư Minh Tuệ. Ông giống như một vị Phật sống, du hành đến thời đại ngày nay, để cho chúng sinh thấy được một con người bằng xương bằng thịt thực hiện pháp tu hạnh đầu đà là như thế nào, định nghĩa lại cho mọi người thấy được chánh pháp của Đức Phật nhiệm màu ra sao. Sự yêu mến và kính trọng của nhân dân cùng các Phật tử trong và ngoài nước dành cho Sư Minh Tuệ vượt qua mọi giới hạn từ trước đến nay mà chúng ta được biết. Hàng trăm, hàng ngàn người dân đổ ra đường để được một lần nhìn thấy sư, để được đảnh lễ ông, một bậc chân tu đầy khổ hạnh, ngày ăn một bữa, mặc y áo phấn tảo được may từ vải vụn nhặt ở nghĩa địa nhà hoang, bình bát khất thực là một chiếc nồi cơm điện. Ông chẳng có chùa to tượng lớn, chẳng đăng đàn giảng pháp, nhưng những Phật tử yêu mến ông thì có ở khắp mọi nơi trên đất nước Việt Nam. Từ đường làng ngõ xóm cho đến những thành phố ồn ào tấp nập, chúng ta đều đã từng được thấy mọi ngóc ngách đều có những hình ảnh liên quan đến ông, từ chiếc y phấn tảo nhiều màu cho đến những chiếc nồi cơm điện. Các bài thơ, bài hát đua nhau ra đời để ca ngợi phẩm hạnh tuyệt vời của một bậc chân tu Minh Tuệ. Phẩm cách và đạo hạnh của ông đã khiến cho bao nhiêu trái tim rung lên những cảm xúc triền miên khó tả. Thân hành và bước đi của ông đã khiến cho người ta phải suy nghĩ về cuộc đời. Cuộc sống này có ý nghĩa gì? Thế nào là hạnh phúc? Hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong những khối óc biết suy tư. Dường như có một sự đảo lộn trong nhận thức đã có từ trước đến nay. Đến khi Sư Minh Tuệ xuất hiện, người ta mới nhận ra rằng hạnh phúc là buông bỏ, hạnh phúc lại là khi không có gì cả. Sư Minh Tuệ không phải là người phát kiến ra điều này, nhưng chính ông là người tiêu biểu hiện thực hóa được điều này. Ông như một minh chứng sống động và cụ thể cho những tư tưởng, triết lý mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta cách đây gần 2600 năm. Đó là lý do Sư Minh Tuệ trở thành nguồn cảm hứng bất tận, làm nên những cảm xúc mãnh liệt cứ lớn dần và đi tiếp trong tâm hồn của nhiều người nghệ sĩ. Không chỉ có vậy, ông đã nhem nhóm tình yêu thương trong tất cả những người mà trước đây không mấy quan tâm đến việc tha nhân và hiện thực trong đời sống, thôi thúc họ phải viết về ông, phải bộc lộ những tâm tư về ông như một cách giải tỏa, giải thoát những điều được giấu kín trong thế giới nội tâm của họ bấy lâu nay. Cho dù viết có vụng về hay vấp váp, điều đó cũng không còn quan trọng nữa. Tâm nguyện, lý tưởng của Sư Minh Tuệ là tu để giải thoát hoàn toàn, thoát khỏi luân hồi sinh tử, noi theo Đức Phật, nên ông xả bỏ triệt để, tận cùng tham sân si, ngã chấp, buông bỏ mọi dính mắc ở đời,
kể cả gia đình, cha mẹ, tối giản nhu cầu vật chất để nuôi sống cái thân mạng chỉ cần ở mức tối thiểu nhất cho sự sống còn. Người bình thường thấy sư Minh Tuệ vô cùng khổ cực, nhưng thực ra sư Minh Tuệ lại đang rất hạnh phúc vì mỗi phút mỗi giây ông thấy mình vượt qua được tất cả khổ đau, hoan hỷ dẫn bước trên con đường tu tập đến với chân lý. Từ hình ảnh của sư Minh Tuệ, chúng ta học được rất nhiều điều rằng trong đời sống vật chất, biết đủ, biết dừng, sống chân thật, giản dị, tiết kiệm cho tâm nhẹ nhàng, thanh thản, đừng sống buông thả, chạy theo lối ăn chơi vô độ, hoang phí thời gian, sức lực, tiền bạc vô ích, cần nghiêm khắc với bản thân, biết tồn tâm, dưỡng tính, dưỡng khí, sống lành mạnh, làm những việc có ích, sẽ thấy hạnh phúc, bớt tham sân si, không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, không nói láo, không nói lời độc ác, vu khống bịa đặt, tuyên truyền dối trá, không ngã chấp, mơ tưởng hão huyền, sống chân thật, vui vẻ mỗi ngày, làm tốt từng việc, sẽ thấy bản thân rất vui trong từng ý nghĩ, lời nói, việc làm. Hãy chịu khó quan sát, phân tích tâm của mình để hiểu bản thân, biết quý trọng bản thân, chăm sóc bản thân cho tốt, từ đó mới hiểu được người, biết quý trọng người khác. Đó cũng gọi là sống từ bi và trí tuệ. Trên đây, Vạn Điều Hay đã gửi đến quý vị và các bạn 6 lời dạy thấm thía của sư Thích Minh Tuệ, xứng đáng lưu danh thử sách. Nếu quý vị cảm thấy video này hay và bổ ích, xin đừng quên ấn like, đăng ký kênh và nhấn vào quả chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.